4 đầu. 54 đúng chưa? Rồi gáp sao? Đúng, rồi 55. 55 là sao? Nhìn kỹ coi. 5 5. 55 là hai con số 5 á, 5 5. 5 5. À. À. Sao? Đúng chưa? Đúng rồi. Ê, như ngược rồi đó. À đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sorry. Rồi 56. 56 ừ. Cái gì nhìn kỹ rồi coi. 56 cái gì nữa? Nhìn kỹ coi, số này số mấy? Nhìn kỹ coi. 56. 59 à. 56 này. Rồi 57 đâu? Mẹ biết đâu? 57 kìa. Còn bên kia cục nữa chi? 57 đâu? Cái nào 57 đâu? Kéo lên. Phải không? Phải. Số mấy với số mấy vậy? 57. Rồi để vô. Gáp sao? Gáp gì? Rồi 58. 58 nữa. Ừ. Rồi con chọn cái nào con lấy vô con gáp đi. 58. Đúng, đúng. Đúng chứ sai vậy. Rồi tiếp 59. 59. Ừ. 59 này. 59 ở đây. Ừ. 60. 60. Cái bảng rồi, bé đã thành công. Mà bảng này gọi là này là gì? Câu chuyện gì? Con thỏ. Câu chuyện này là câu chuyện của bé gì? Cô bé hận thằng đỏ đi bắt con thỏ. Rồi cô bé hận thằng đỏ để cái túi xuống hai con xó rồi còn con căng. Con gì? Con cú. Con cú. Rồi con này con thỏ. Đúng. Còn con sóc. Rồi cái này là cái gì? Cái lá. Cái này. Cái bông hoa. Rồi cái này, cái màu nâu nâu này. Wow. Có lá nè. Nè. Cái cây có lá. Cái cây có lá. Rồi màu xanh này tiếng Anh là cái gì? Green. Rồi màu xanh này. Xanh này. Blue. Rồi cái đầu cô này là cái gì? Hoàng khăn đỏ kia bằng gì? Tiếng là Anh mà. Rồi con cái này màu xám nè. Màu xám. Màu xám. Là ray. 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 Còn con này màu tím nè. Bubble. Rồi con này màu cam nè. Cái bông màu cam nó trong màu vàng. Vàng là gì? Là màu vàng á. Yellow. Rồi ở ngoài màu cam. Còn ở ngoài là màu cam là màu gì nè? Màu cam là màu gì? Orange. Ok. Rồi bây giờ chúng ta gắp xong này chúng ta đi ngủ nha. Ok. Chúc mọi người ngủ ngon coi, bye bye coi. Chúc mọi người ngủ ngon. Và mấy bạn nha. Rồi sao? Rồi nãy thì làm gì là sao? Thả gì? Rồi cho mình coi cái này nữa nha. Sao cho mình cái gì? Hồi nãy cho mình cái gì? Cho mình món quà và tặng sinh nhật cho mình. Và hy tặng điện thoại mới cho mình đâu. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Cái gì? Còn cái này mua thêm Doraemon bự nữa. Cái này thả gì? Thả đêm cho mình nữa. Rồi sao nữa? Còn follow cho mình và đêm cho mình nữa. Tên của mình là gì? Là Trần Giáo Phúc nè. Trời ơi, giỏi quá.